Rồi, hello mọi người. Thì hôm nay mình dắt bạn đi một vòng cái dự án mà hiện tại mình đang làm, thì mình cũng xin phép là mình giấu tên, không có nói tên về cái dự án này nha các bạn. Đây là cái văn phòng ban chỉ huy của mình đây các bạn. Đấy. Đây là cái dự án resort nằm ở đường Nguyễn Tất Thành, nằm ở trên đường Bãi Dài, hay gọi là Bãi Dài đó các bạn. Nó thuộc bán đảo Cam Ranh đó các bạn. Đấy. Thì công trình mình nó cạnh cái Duyên Hà Resort. Thì các bạn, nếu như các bạn nào ở gần đây thì biết cái công trình này là công trình gì luôn, thì mình không có nói tên ở đây các bạn. Đấy, mình sẽ đi vòng cái rì xung quanh. Thì cái mặt này á, cái mặt đường này á, thì nó song song với cái đường Nguyễn Tất Thành luôn các bạn. Nguyễn Tất Thành mình đang nói ở đây là Bãi Dài nha mọi người. Đấy. Rồi hiện tại thì do mình chưa đăng ký được cái xe đi vào dự án á, thì hôm sau mình sẽ lấy xe máy mà mình gắn cái GoPro lên, mình sẽ chạy toàn dự án các bạn xem. Thì từng con đường, từ ngóc ngách á, bây giờ mình sẽ đi từng một vài cái view mà gần mình có thể đi bộ được thôi các bạn. Đấy, thì ở cái thời điểm bây giờ là khoảng 10 giờ ngày 20 tháng 1 năm 2022 mọi người. Đấy, bây giờ nó tương đối là nó nắng nhẹ và nó có gió. Thì hiện tại ở cái công trình này á, thì Hằng Hòa Bình á là nhà thầu chính ở cái hạng mục xây dựng. Đấy. Và nó sẽ có một cái công trình đi kèm phụ trợ, và những cái nhà thầu phụ, ví dụ như là liên kết cảnh quan nè, rồi công trình hạ tầng đường. Đấy, thì những nhà thầu đó thì mình sẽ nói sau. Thì nếu các bạn là trong ngành thì đều biết những cái nhà thầu này. Đấy, đây là cái hàng giống như là hàng dừa các bạn. Hàng dừa mà nó di chuyển và nó chăm sóc tạm thời ở đây. Thì sau này nó sẽ có thiết kế, thì nó sẽ di dời cái dàn dừa ra vị trí thiết kế. Đấy, đây là hàng kè. Thì cái đây mình tạm nói là nó là cái vườn ươm đi các bạn, cái vườn ươm để nó chăm sóc những cái cây mà nó chuẩn bị cho cái giai đoạn mà đem ra thi công đó các bạn. Đấy, nó có mấy loại cây mình cũng không có rành nữa các bạn. Đấy, khá nhiều cây. Đây. Đấy. Thì mình đang đi vào cái khu vực gần cái khu vực trung tâm rồi các bạn. Hiện tại cái công trình nó nằm nó khá xa ở trung tâm thành phố, thì đa phần cái kiểm soát về chất lượng, về những cái gì về chất lượng nè, về khối lượng hay gì đó, đều nó hao hụt và thất thoát. Nó không có như là khi chúng ta làm ở một cái môi trường tốt, ví dụ như thành phố hay gì đó, trung tâm thành phố chẳng hạn. Đấy. Thì nó có tạo một số cái cây cầu, và nó sẽ tạo đấy các bạn, đây nó sẽ tạo một cái những con rạch nhỏ nằm ở trong cái khu này luôn các bạn. Nó đang tạo nha các bạn, để cho các bạn xem. Đấy. Đấy. Con rạch này các bạn. Nó dập. Và những con rạch này nó sẽ có những cái cây cầu á, nó băng qua. Đã nói là gọi trời giống như cầu vượt thì các bạn. Đấy. Thì nếu các bạn nào mà xem video này, các bạn biết thông tin về công trình này, các bạn hãy comment. Và ví dụ như là nó công trình nào đấy, thì có thử các bạn độ chính xác như thế nào các bạn. Đấy. Thì cơ bản này nó ơi, mình cái video sau á, mình sẽ đưa cái mặt bằng tổng thể của dự án này lên đấy, và mình nói từng khu cho các bạn xem. Chứ giờ bây giờ mình đi thế này khó nói được cái tổng thể lắm. Đấy, đây là nhà thầu xây dựng nè các bạn, nhà thầu xây dựng của Hòa Bình các bạn. Hòa Bình thì nó là của nhà thầu xây dựng đứng số 2 Việt Nam. Đấy. Mình sẽ đi qua đây.
không bạn? Đó, nó tạo một cái con rạch ở giữa các bạn, thấy không? Và ở những cái vị trí kia nó có cầu, không? Thì theo đánh giá của mình đó, dự án này á là của chủ đầu tư Việt Nam và đa phần nhà thầu quản lý của Việt Nam luôn. Thì đối với theo cái mặt bằng chung ở cái khu bãi dài này á, thì cái chất lượng của cái công trình này mình đánh giá nó ở hạng trung bình các bạn. Tại vì đa phần cái khu bãi dài có rất nhiều chủ đầu tư nước ngoài, họ qua đây họ kinh doanh du lịch và cái đẳng cấp họ rất là cao các bạn. Từ cái tiêu chuẩn hay là từ những cái mà quản lý hay gì đó rất là cao. Còn ở đây là đa phần chủ đầu tư và nhà thầu Việt Nam nên đa phần cái chất lượng nó rất là tệ các bạn. Từ hồ bơi rồi các kiểu ha. Đây. Đây, đây là cái cầu nha các bạn. Đấy. Đây, cái khu đây mình tạm nói là cái khu nhà mẫu nha mọi người. Đấy. Con sông hay con sông nhân tạo nè các bạn. Đấy. Đây là cái khu nhà mẫu nè. Theo mình được biết là như vậy. Bây giờ nó đang chảy bạc để nó đổ cái tông. Đây là khu nhà mẫu.